người của nhà họ Thẩm ư? Ha, xem ra ngay cả tên của tôi cũng quên rồi. Điều này thật sự khiến anh đây có hơi đau lòng đấy. Giác tỉnh cấp 9 đỉnh phong. Không ngờ, cái giếng ở sau núi kia lại chọn chúng anh. Ha ha, người nên cảm thấy bất ngờ là tôi mới đúng. Từ sau khi có được cỗ lực lượng này, chuyện tôi tiếc nuối nhất chính là cậu đã chết. Không thể để cậu tận mắt nhìn thấy sự đáng sợ của tôi, không thể tự tay trả lại hết tất cả những cái cậu ban cho tôi lại cho cậu. Sự hận thù này khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng may mà ông trời có mắt, cuối cùng vẫn cho tôi cơ hội báo thù rửa hận. Người sẽ chết trong tay tôi, chính là Lạc Vô Cực cậu. Bùn nhão mãi là bùn nhão. Mãi mãi không để chát lên tường. Đù, quả nhiên là Lạc gia, mấy năm không gặp, vẫn bá đạo như thế. Ưng a, Lạc. Áp chế uy lực. Không thể cử động. Phụt. A a a. Thẩm Tuấn Khải đúng không? Tôi nhớ tên của anh rồi. Có điều hy vọng anh cũng nhớ. 4 năm trước, tôi có thể dẫm nhà họ Thẩm ở dưới chân. 4 năm sau, cũng vẫn có thể. Ư ư. Mẹ kiếp, tất cả đừng trốn nữa. Cùng lên. Có mai phục ư? Giết Lạc Vô Cực. Đồ ma chảm. Tất phong lệnh. Lạc Trần cẩn thận. Cơ hội tốt. Phong ấn xương khô. Đánh chúng hoàn hảo, thành công rồi. Lạc Vô Cực trong truyền thuyết này hình như cũng chả ra sao. Không đúng. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.